Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Studio và đây là bản tin X-News ngày 4 tháng 1. Như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất ngay bây giờ nhé. Các bạn thân mến, những tin tức xoay quanh Apple chắc chắn khiến tương lai trước mắt của hãng có phần ảm đạm và sẽ còn tệ hơn nữa trong năm nay khi mà Apple công bố iPhone thế hệ mới. Nếu như các tin đồn trước đây là đúng thì dòng iPhone, có thể là iPhone 11 này, sẽ tái sử dụng thiết kế của iPhone X trong năm thứ 3 liên tiếp, một điều khiến không ít người lắc đầu ngao ngán. Xét về bối cảnh có nhiều thiết kế smartphone mới đang trực chờ ra mắt trong năm nay, thế nhưng trên thực tế thì người dùng iPhone vẫn có nhiều thứ để trông đợi vào năm 2019 này. Và có nghĩa là họ sẽ không buộc phải mua một chiếc điện thoại mới nào để tận hưởng được điều đó. Chính xác là iOS 13 sẽ được ra mắt vào mùa hè này. Trước sự kiện ra mắt điện thoại rất được trông chờ vào tháng 9, thì sự háo hức của người tiêu dùng không thể cao hơn được nữa. Chúng ta đều biết là Apple không hề có dự định biểu diễn các tính năng mới của iOS 13 trong nhiều tháng trước cái ngày ra mắt, nhưng có thể chúng sẽ được tiết lộ đôi chút về trước khi cái hội thảo thường niên WWDC được diễn ra vào tháng 6 tới đây. Tại sao? Bởi vì iOS 13 hiện đang được tích cực thử nghiệm, đồng nghĩa với việc những thông tin rò rỉ sớm sẽ xuất hiện mà thôi. Theo trang tin MacRumors đã đề cập cho một bài blog rằng website này đã bắt đầu nhận thấy nhiều lượt truy cập từ các iPhone chạy iOS 13. Phần mềm phân tích có khả năng nhận biết được loại thiết bị và phiên bản hệ thống được sử dụng trong từng lượt truy cập website đó. Do đó mà rất dễ nhận ra một chiếc iPhone hay là iPad chạy iOS 13. Lúc này cũng nói rằng các thiết bị chạy iOS 13 lần đầu được phát hiện ghé thăm trang web vào tháng 10, sau đó tăng dần vào tháng 11 và tháng 12. Trang tin BGA cũng đã xác nhận các thiết bị iPhone và iPad chạy iOS 13 đã truy cập từ khoảng tháng 8. Nhưng bạn có thể thấy trong bức hình ngay dưới đây. Mới đây thì một tài khoản Redmi chính thức ở mạng xã hội Weibo đã đưa ra hình ảnh thông báo về trình làng chiếc Redmi 7 với camera 48MP. Hiện tại thì Xiaomi đang trở thành thương hiệu độc lập mới, giống như cách của Honor và Realme trở thành một thương hiệu của riêng mình, trong khi vẫn chia sẻ hầu hết các cơ sở nghiên cứu và phát triển R&D và nhà máy sản xuất như công ty mẹ. Hình ảnh cũng cho thấy chiếc Redmi xuất hiện cùng con số 4800, nhấn mạnh camera sau sẽ có cảm biến với độ phân giải là 48MP như tin đồn hồi tháng trước. Sự kiện sẽ được diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc, bắt đầu vào lúc 14 giờ theo giờ địa phương. Ít nhất là sự kiện này sẽ có một thiết bị tên là Xiaomi Redmi 7 hay là Redmi 7 Pro, Redmi Note 7 Pro hay là Redmi 7A cũng xuất hiện. Nếu chiếc điện thoại này thực sự đi kèm với cảm biến 48MP thì nó có thể sẽ giống như Xiaomi Redmi Pro 2, một phiên bản mới của Redmi Pro với camera kép sau đã xuất hiện vào mùa hè năm 2016. Một tin đồn mới đây cho biết là flagship ra mắt của Samsung sẽ có thể có một tính năng thậm chí còn thú vị hơn nhiều so với bất kỳ thứ gì mà chúng ta đã từng nghe thấy trước đây. Một tính năng mà bạn sẽ nhận ra khi mà sạc điện thoại. Chiếc Galaxy S10 sẽ mang đến một loạt tính năng khiến mọi người đứng ngồi không yên, như là thiết kế màn hình NTTO, camera nhiều ống kính ở mặt lưng hay là cảm biến vân tay như dưới màn hình. Công nghệ màn hình OLED NTTO của Samsung sẽ vượt trội hơn so với mọi thiết kế tương đồng trong khoảng tương lai gần. Nhưng trên hết thì pin của Galaxy S10 mới là tính năng hấp dẫn nhất nếu tin đồn kia là chính xác. Cụ thể thì một leaker nổi tiếng trên Weibo và Twitter với tên là @mmddg đã đăng tải một đoạn tin từ giữa tháng 12 và hầu như chẳng mấy ai đến với nó. Theo anh này thì Samsung sẽ sử dụng pin Graphene cho flagship mới của hãng, từ đó sẽ giải thích tại sao Galaxy S10 sẽ là chiếc điện thoại có tốc độ sạc nhanh nhất. Cũng cùng ngày với tweet của tài khoản này thì một leaker khác là iUniverse cũng đã đăng tải một tweet khá là khó hiểu rằng smartphone Samsung sạc với 15W sẽ trở thành lịch sử. Hàm ý của tweet này là pin của S10 sẽ sạc thậm chí còn nhanh hơn trước đây rất nhiều. Tất nhiên thì vẫn chưa có những thông tin xác nhận về Galaxy S10 sẽ sử dụng pin Graphene hay không. Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng là Samsung sẽ không mạo hiểm với viên pin sau sự cố của chiếc Note 7. Dù vậy, nếu những leaker trên nói là đúng thì thứ hấp dẫn nhất mà Galaxy S10 mang đến sẽ chẳng liên quan đến thiết kế mới, sức mạnh camera hay cảm biến vân tay dưới màn hình. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi X Studio và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiểu đóng góp nào thì hãy để lại ở dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!